Ngơ ngác nhưng không hề bật ngửa. Một trong những cái thông tin vô cùng nóng sốt trên cộng đồng mạng ngày hôm nay thì đó là câu chuyện ông Thích Minh Tuệ, tức là người ta thường gọi là thầy Thích Minh Tuệ, đã dừng cái việc tu hành ở trên các cái con đường theo cái hướng từ Bắc vào Nam. Thì như các bạn đã biết được là ngày hôm nay thì trên các cái TikToker chia sẻ rất nhiều cái thông tin rằng trong đêm ngày hôm qua thì đã có rất nhiều những chiếc xe ô tô đến nơi của thầy Thích Minh Tuệ, rồi sau đó là có những gọi là chiến sĩ công an họ tách đoàn của ông Thích Minh Tuệ cho lên xe, rồi mỗi một chiếc xe chở đi mỗi lưng. Và ngày hôm nay đấy, thì hiện tượng Thích Minh Tuệ đi dọc con đường và tạo ra sự cản trở giao thông đã không còn. Các TikToker đang kêu gào lên rằng thầy Thích Minh Tuệ đang ở đâu. Thế còn ngay sau đó vài tiếng thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã chính thức thông báo trên các cơ quan truyền thông báo chí rằng thầy Thích Minh Tuệ đã chính thức đồng ý việc ngừng cái việc đi 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 bộ xuyên Việt. Thế thì thông qua sự việc này thì chúng ta có thể thấy được là hiện nay trên mạng có hai luồng thông tin mà chúng ta đang rất hết sức là phải cảnh giác. Thứ nhất, có rất nhiều người từ trước là ghét thầy Thích Minh Tuệ thì thường hả hê cho rằng là Hoa Quỳnh đã lở trong đêm hay là tất cả là kia. Mục tiêu cao nhất đó là họ cho rằng là Bộ Công an đã chính thức vào và xử lý thầy Thích Minh Tuệ. Điều này là hoàn toàn là một sự xuyên tạc trắng trợn. Thì theo như thông tin trên báo chí của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì có chia sẻ rằng là sau những ngày đi bộ hành của thầy Thích Minh Tuệ đó thì đã tạo ra các cái việc gây cản trở giao thông, rồi gây mất trật tự an toàn giao thông, rồi cái việc tụ tập người dân đi lại như vậy có thực sự cũng không hề hợp lý, và đặc biệt là cũng đã có những cái người đi theo Thích Minh Tuệ và cuối cùng đã chết. Đây là một việc vô cùng đau lòng. Cái việc mà người ta cuồng tín hoặc là người ta hâm mộ đến cái mức độ đã có mạng người hy sinh thì điều đó ấy, dù tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì cũng nên dừng, đó là cái việc hoàn toàn hợp lý. Và với tính cách của Thích Minh Tuệ thì tôi nghĩ rằng là sau khi được cán bộ công an đấy, rồi là các lực lượng chức năng đấy, rồi là các cái cơ quan ban ngành đã có những sẻ chia sẻ và sự nhận thức thì rõ ràng cái việc đi dừng bộ hành vào lúc này là vô cùng hợp lý. Có điều là với đôi chân trần như vậy thì làm sao thoát được đám đông, thì chắc chắn cái việc mà thầy Thích Minh Tuệ có biến mất hoặc là có tự nhiên biến mất đi chăng nữa thì chắc chắn phải có sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Chứ còn nếu như mà thầy mà cứ đôi chân trần như vậy chắc không thoát được cái đám đông mà tôi gọi là dân trí đông. Thế thì cái việc mà như chia sẻ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là công an đến sau đó giúp thầy để thầy thoát cái đám đông này ra, vừa cho thầy có một cái con đường tu hành nó thoải mái hơn, nó nhẹ nhàng hơn và nó đúng với lại cái mong muốn của thầy hơn. Thế vừa làm sao để mà không gây gọi là xáo trộn với lại cái tình hình an ninh ở địa phương. Như thế tôi thấy là hoàn toàn hợp lý. Mà một cái cơ quan ban ngành như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì chắc chắn là họ không nói đùa, đúng không? Không nói chơi. Cho nên là cái quan điểm rằng cho rằng là thầy Thích Minh Tuệ bị công an bế, bị công an xử lý, đấy là một cái hành động có thể nói là rất nguy hiểm. Họ đánh vào cái mâu thuẫn giữa những người yêu mến thầy Thích Minh Tuệ và cơ quan chức năng chính quyền, đặc biệt là PCA. Thế thì còn một cái trường hợp còn lại thì hiện nay đấy, đồng thời với việc biến mất của thầy Thích Minh Tuệ thì hiện nay các YouTuber sẽ cố gắng đẩy cái sự biến mất này trở lên một cái gì đấy nó khó gặp, để làm gì, để tiếp tục câu dẫn người xem. Thì cái này thì các bạn cũng 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 nên chú ý, tức là chúng ta cứ xem là họ kể câu chuyện đến đâu thôi, chứ cũng đừng 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 để họ kích động dẫn đến thực hiện những cái hành vi mà vi phạm pháp luật. Cái việc các bạn tôn trọng thầy Thích Minh Tuệ đó là một cái điều cho thấy các bạn đều là những người hướng thiện, đều là những người tìm đến cái đẹp, tìm đến cái chân lý của Phật pháp. Nhưng chúng ta sống ở trong cái xã hội pháp quyền, chúng ta phải hiểu được chúng ta có quyền đi theo, chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì đó, nhưng chúng ta phải thực hiện cái nghĩa vụ, đó là đường giao thông thì phải để cho giao thông đi lại. Thế rồi làm sao để cho xã hội được an toàn trật tự, để người khác còn ai. Các bạn có thể bỏ thời gian đi theo thầy Thích Minh Tuệ hàng năm hàng tháng, đúng không? Nhưng không được cản trở vào các cái quyền lợi khác của những người khác trong xã hội. Và cái việc mà các bạn tụ tập đi ở trên đường đó vô hình chung đấy, nó là những cái điều mà tạo ra rất nhiều những cái nguy cơ tiềm ẩn, những cái tai nạn làm ảnh hưởng đến cái sự an toàn về tính mạng của chính các bạn và những người dân xung quanh đó, đồng thời tạo ra cái sự chật vật vất vả trong cái việc phải phân luồng xử lý mỗi một lần thầy Tinh Minh Tuệ đi qua của các cơ quan ban ngành. Thế cho nên là cái việc thầy Tinh Minh Tuệ biến mất nó một phần nó lỗi từ chính các bạn. Đáng lẽ các bạn mà biết mà chỉ có thể chỉ lên nghe ngóng xem xét trên những cái thông tin đại chúng như chúng tôi chẳng hạn, thì có lẽ là ông Thích Minh Tuệ vẫn cứ tiếp tục con đường tu hành của mình. Giá như không có nhiều người ôm lõi nồi cơm điện khoác chăn để đi theo thầy Thích Minh Tuệ thì có lẽ rằng ông Thích Minh Tuệ cũng không bị đến mức độ tôi nghĩ rằng là phải là chết. Bởi vì các bạn biết, một người tu hành mà đi theo cái
cái gọi là tu hành theo cái 13 hạnh đầu đà, cái người ta mong chờ nhất là sự tự do, cái mà người ta mong chờ nhất là sự buông bỏ. Ông Thích Minh Tuệ đang mang trong mình cái gọi tư tưởng là đi đi học vấn, nó tự nhiên bây giờ ông trở thành lãnh đạo của một pháp đoàn như vậy, rõ ràng là đó là gánh nặng đối với ông Thích Minh Tuệ, ông Phạm Anh Tú. À, cho nên là chia sẻ các bạn cái điều mà cái kết quả hẹn này đó là kết quả đã được báo trước, đó chính là lý do tại sao mà tôi nói rằng ngỡ ngàng ngơ ngác chứ không hề bất ngờ. Một pha xử lý rất mượt mà đến từ anh PCA Bộ Công an. Ok, bye bye, chào các bạn.